Con chào sư, sư hoan hỷ cho con hỏi là việc phẫu thuật thẩm mỹ có xấu không sư? Ngày trước con nâng mũi thì gương mặt con không khả ái cho lắm, không được nhiều sự chú ý và thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ. Nhưng từ khi con có can thiệp nâng mũi thì cuộc sống con cải thiện nhiều lắm sư. Con không biết đây là con đang lấy những thứ sinh ra không phải của mình, hay là con cải thiện cuộc sống của con nữa. Mong sư hoan hỷ chỉ đưa ra góc nhìn của sư và giải thích cho con được rõ. Dưới cái nhìn của sư ha, dưới cái nhìn của sư thì nó giống như á, là mình dùng cái phước của mình để mình bù đắp cho những thiếu sót của bản thân. Cái phước ở đây là gì? Là cái phước vật chất. Tức là nếu mình có tiền thì mình hoàn toàn có thể chăm chút cho bản thân của mình. Mình có điều kiện để mình ăn uống tốt hơn, điều kiện để mình chăm sóc bản thân tốt hơn, và thậm chí là mình có thể phẫu thuật thẩm mỹ để cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Dưới cái nhìn của sư thì một là nó có sự nỗ lực của hiện tại, và hai là nó trên nền tảng phước của quá khứ. Mình có điều kiện thì nó không có cái gì hết. Thì đó là cái nhìn của sư. Chứ còn mình không cần phải đi quá sâu quá xa. Tuy nhiên, trong vai trò của một vị tu sĩ thì sư vẫn phải nhắc nhở quý vị, đó là gì? Các hành là vô thường, có sinh tức có diệt. Cái gì do duyên mà có thì cái đó do duyên mà mất. Rồi ai cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Sư biết bây giờ sư nói quý vị nghe không có vô đâu. Nhưng mà rồi đó, sau này khi mà nó tới rồi đó, quý vị nhớ là hồi xưa có một ông sư quên mất tên rồi, nhưng ổng có nhắc mình á là ai rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Cho nên là tất cả những cái mà mình tự hào, mình cho là hay thì rồi nó cũng sẽ vô thường. Cái sắc đẹp của bề ngoài nó chỉ hấp dẫn nhất thời. Cái sắc đẹp của giới hạnh, sắc đẹp của nội tâm nó mới hấp dẫn người ta một đời. Một cái sắc đẹp nó chỉ thu hút người ta với cái bề ngoài, nó chỉ thu hút người ta cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau khi tiếp xúc hoặc thậm chí là sống với nhau thì những cái đẹp của nội tâm á, nó mới là cái giữ chân người ta lại. Chứ xin thưa là nhiều tay á, lấy hoa hậu, lấy người mẫu, lấy diễn viên xinh đẹp có, nổi tiếng có, họ vẫn ngoại tình như thường. Tại vì ngủ với người mẫu hoa hậu riết rồi đó, thấy nó cũng bình thường à. Mới cưới về thì thấy ham, chứ còn 5, 3 năm, 5 năm thấy nó cũng bình thường. Cho nên á, cái đẹp bề ngoài á, nó chỉ hấp dẫn nhất thời thôi. Cái đẹp của nội tâm á, nó mới quan trọng ha. Và muốn có được cái đẹp của nội tâm, mình phải tu tập, vun bồi công đức và nỗ lực tu tập giữ giới, hành thiền và học đạo để có chánh kiến ha. Và sư mong là quý vị sẽ đẹp hơn, và đã đẹp bên ngoài rồi, và sư mong quý vị sẽ đẹp thêm ở bên trong nữa. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường có thêm ý kiến. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Và cái vấn đề thẩm mỹ thì đúng là Đức Hành Tài trả lời rất là chính xác thưa quý vị. Vì cái vấn đề mà thẩm mỹ là có nhiều vị không nhìn về khía cạnh nhân nhân quả thưa quý vị. Thì dễ trả lời theo hướng cực đoan. Đúng, thật sự là như vậy. Ngay cả cái việc mình thẩm mỹ nha, suy nói là có thẩm mỹ nha. Có tiền để thẩm mỹ, có tiền để đến thẩm mỹ. Nó là một cái thiện nghiệp trong quá khứ quý vị. Đó là một cái thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp trong quá khứ của quý vị, để cho kiếp hiện tại này nè,
quý vị có cái phước vật, đầy đủ phước vật để quý vị thẩm mỹ. Đó là cái điều đầu tiên. Và trong cái kiếp hiện tại á, mà cái nhan sắc mình nên gọi si tâm gọi là không có được gọi là mặn mòi lắm á, thì mình phải hiểu là trong quá khứ mình thiếu đi cái nhóm phước đức. Nhóm phước đức tức là thiên về giới hạnh thưa quý vị. Nhưng mà lại nó lại có một vấn đề này nữa mà ít có ai để ý là như vậy thưa quý vị. Chắc quý vị đọc báo nhiều, quý vị đọc báo rất là nhiều, thấy có nhiều vụ án mà gọi là thẩm mỹ xong rồi rồi nằm ở trên bàn thẩm mỹ luôn rồi, không có tỉnh dậy luôn đó. Đó vì biết rồi đó chứ. Ngoài việc suy nhấn mạnh là ngoài việc mình có phước vật mà mình thẩm mỹ được và một ca ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công, nó đòi hỏi yếu tố thứ hai, đó là yếu tố mà gọi mình gọi là mình có một chút phước đức của trong quá khứ thì cái ca phẫu thuật nó mới thành công thưa quý vị. Thật sự là như vậy, tại vì phước đức quý vị nó góp phần là làm cho cái mạng sống của mình và cái thể chất của mình nó được duy trì tốt đẹp. Cho nên là nếu quý vị có phước vật quý vị thẩm mỹ á, mà thiếu phước đức á, thì cái ca phẫu thuật á, nó cũng khó thành công lắm đó. Cho nên là quý vị phải ghi nhận hai cái sự kiện này để mình biết để khi mình làm được á, mình đã có phước vật rồi, mình thẩm mỹ được rồi và mình thành công được cái ca phẫu thuật thẩm mỹ thì mình có phước đức nữa. Khi mà mình hiểu được như vậy á, mình hãy phải hiểu mức thứ ba thưa quý vị. Cái mức thứ ba nó quan trọng, như quý vị hiểu đi, thí dụ một người mà có phước vật phước đức để một ca phẫu thuật thành công là giống như giờ siêu cho nói là đẹp, giống như đẹp xuất thần luôn đi ha, có nghĩa là làm điên đi nhìn vô cái là điên đảo luôn đi. Nhưng mà nó thiếu một cái nhớ một cái phước phước này nó lại nguy hiểm thưa quý vị. Nếu mà người đó giống như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, là người đó thì có cái vẻ đẹp bên ngoài nhưng mà cái vẻ đẹp nội tâm bên trong không có. Vì cái đẹp nội đẹp nội tâm đây là gì, chính là tượng trưng cho phước trí thưa vị. Trí đây thì gọi là không phải trí thế gian đâu nha, không phải là thông minh sắc sảo học cao hiểu rộng này nọ đâu, mà là cái trí tuệ trong lời Phật dạy thưa vị. Tại sao xin nhấn mạnh điều này, quý vị nghĩ đi, nếu một người mà như Đức Hạnh Tuệ đó đó, mình phẫu thuật mà mình thành một người mới hoàn toàn rất là đẹp, nhưng mà mình đi đem cái sắc đẹp đó, mình đi mình toàn là gieo những cái bất thiện rồi không, mình đi mình làm tiểu tam không, rồi mình đi lừa đảo các kiểu đó, mình làm mấy thì bất thiện mà, thì rõ ràng mình đang hủy hoại cả cái tương lai, mình hủy hoại cả cái luân hồi của mình luôn quý vị. Nhưng mà nếu mà mình có trí tuệ Phật pháp, mình hiểu à đây là mình hiểu được là mình có phước vật này, mình có phước đức nè, để cái ca phẫu thuật này thành công nè, không để là mình một cái người mình có một cái diện mạo mới để cho thuận lợi trong cái việc mà kinh doanh làm ăn của mình, đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu rằng giống giống như Đức Hạnh Tuệ nói đó, là mình cũng phải ai cũng phải cái quy luật mà gọi là sanh già bệnh được chết, đúng không? Thì mình bản thân mình đó, mình kiếm được những cái đồng tiền chân chánh từ cái sau ca phẫu thuật đó, mình là một người một cái diện mạo mới hoàn toàn, đúng không? Thì mình có niềm tin vào Tam Bảo, rồi mình thực hành những điều Phật dạy, như bố mình kiếm được cái đồng tiền chân chánh, mình thực hành bố thí nè, mình trì giới, mình hành thiền nè. Đó, mình làm những cái thiện nghiệp á, buông bỏ ngay trong hiện tại. Đó, vì thấy không, rõ không, thì mình được cái cảnh ngay cái cảnh hạnh phúc hiện tại nè. Nhưng mà quan trọng hơn là nếu quý vị á, là làm được những điều siêu nói á, những cái điều mà là Phật dạy, thì ngay trong hiện tại quý vị có được cái sự an lạc đó, có được cái sắc đẹp bên trong lẫn bên ngoài, và cái sắc đẹp đó đó là nó sẽ theo, nó sẽ gọi là tự nhiên đi theo quý vị trong suốt hành trình luân hồi, sư tử luân hồi. Quý vị nghĩ đi, quý vị làm cái thiện nghiệp nó liên tục như vậy á, quý vị sinh làm chư thiên ơi, chư thiên nam chư thiên nữ là đẹp không, đẹp thôi là đẹp chết ngất luôn mà, đúng không? Nhưng mà còn một cái điều cao thượng nữa là cái đẹp đó, bởi vì phải hướng đến cái đẹp mà gọi là cái nét đẹp mà gọi là xuất thế gian, là không còn chịu chịu chi phối bởi sinh tử luân hồi nữa đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư chỉ mong là quý vị
Nếu mà mình đặt câu hỏi này nè, quý vị đặt câu hỏi nè, mình là người Phật tử thì ngoài việc mà lời quý sư khuyên là mình hiểu được hiện tại mình có phước vật để mình có điều kiện thẩm mỹ, và cái ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công là mình có được là nhờ phước đức, và rồi hai cái yếu tố phước vật phước đức mà trong quá khứ mình tạo để cho kiếp này á, mình có một cái giao diện mới, cái diện mạo mới, mình thành công trong công việc, thành trong trong cái tình cảm hay là cuộc sống hôn nhân, thì mình đừng có mà gọi là một phút chỉnh mãn mà mình lãng quên đi những cái phước thiện đó, đó. Mà mình không, mình lãng quên đi mà mình không có vun bồi các thiện nghiệp như lời Phật dạy, đó là có niềm tin rồi Tam Bảo, có niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp, đó. Rồi mình đừng có quên đi bố thí, mình trì giới, mình hành thiền, mình vun bồi ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí, để trên suốt hành trình tới sự lương tử luân hồi mình có lẫn nét nét cái nét đẹp đó, bên trong cái nét đẹp nội tâm lẫn cái nét đẹp bên ngoài, cái nét đẹp về thể chất, thưa quý vị, đúng không? Và quan trọng hơn hết là mong quý vị có được một cái nét đẹp, là cái nét đẹp tối thượng là vượt qua ngoài cái sinh tử luân hồi, nét đẹp tốt nhất suốt thế gian. Dạ, cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này.